Hello cả nhà, ông bác đi lấy cam về rồi nè cả nhà. Bữa nay mày trồng đi. Anh chồng ơi, phụ tre nè. Không có dựng được á. Bị nó nặng quá đó. Ừ, chú cá mà đợi chú chơi. Bắt xe đi. Ông bác lấy bao nhiêu ký cam vậy ông bác? 150 ký, cam rất là ngon. Không có đó là bỏ luôn quá tốt luôn. Giá rất là rẻ. Ông coi clip của mình không biết hết trơn à. Cái ông đấy là hồi xưa là ông có quen với anh Trọng nè. Hồi xưa tụi con đi lấy nhẻ với vải rồi. Ông nói biết tư tinh luôn. Cái ngày đầu tiên tụi con ra chợ là gặp ống rồi. Ông bán rất là chất lượng, lượng mấy tá tư luôn đó. 19.000 ký hả? Bỏ trong má, trong mát á. Cho nó trắng. À, cam rất là tươi. Đẹp cho nó kỹ đó nha. Rớt rồi ta không biết à. Bị đâu lo làm chuyện. Cái kìm chú đâu chú? Chú con mượn đồ nghề chú cắt ra coi. Đồ nghề chú đây. Cắt ngay đây nè nha. Cắt ngay cái kẻ đó đó. Cái nào cũng đứt hết. Bén lắm. Chú lợi hại quá. Tôi mài không giữ lại đó đi. Đem vô mát á. 150 ký à. Là 5 bịch à. Ủa sao cây cam nó lòi ra luôn vậy? Ừ, sao luôn sống mà. Người ta đang dập vô ơi, nó cái này. Ồ, là 6 bịch luôn hả? 6 bịch. À, cô đây chị cái cam rất là chuẩn luôn á. Cái cô đó cổ lựa tự trái luôn rồi. Cô này là quen mà. Quen này hồi xưa tụi con đi ngày đầu tiên đã gặp cổ rồi. Anh em kia ra nè. Nắm hai bên nha. Không mình đâu. Để xích vô trong á mày, ngoài này nắng. Ông bác ơi, hôm nay con thấy ông bác đi gặp người quen rồi uống mấy ly rượu hả? Hai ly rưỡi. Hai ly rưỡi hả? Cam này là cam sành rồi. Để vô đừng bóng nó phai màu. Không có đá nào mà hư luôn á. Được hết rồi. Trời, trái cây. Nè. Cái cọng trái cây á. Hôm nay anh Trọng dễ thương quá ta. Bê phụ ba không cần ba nói luôn. Cao xuống không được luôn mới nãy. Nó nặng đâu. Không có dựng chân được. Lần sau á, bác đi sớm á, bác lấy đồ chỗ đó. Chỗ đó nó dễ thương lắm. Mà nó bán biết rồi, tao lại đó lấy luôn rồi. Dạ. Hồi xưa tụi con toàn lấy chỗ đó không à. Quen. Đúng rồi, quen. Hồi xưa cái lúc mà anh Trọng đến ngày đầu tiên cũng uống mấy ly rượu đó. Nè nè, lấy lại tao chạy về nhà đặng lấy đồ rồi. Dạ. Ông bác đi về lấy cái đẩy xe trái cây ra đây dọn hàng này cả nhà. Cảm ơn ông bác nha. Cam này coi. Ô, nhiều đá luôn đó. Trời này anh Trọng xiên quá ta. Ôi. À, hôm nay cha Trọng có tiếp tục tặng tịch thu cái này luôn. Mua hai cái vẫn tặng hai chai để rửa chiếc tay chạy xảo quần. Đây em về lấy đồ, để em nhớ lấy đồ. Lấy ra. Lấy đồ quay lên cho công ty. Rồi, em lấy cái nồi ra luôn nha. Rồi. Cái nhà hả? Ừ. Cái nồi ở đâu ta? Cái ra số mượn cũng được. Chắc giờ anh Trọng đi về lấy sản phẩm ra để có thể thực nghiệm cho mọi người xem này. Ông bác đẩy xe ra là cả nhà. Không có dựng lên chân được. Rắn vô. Ta đẩy cái cây vô. Rắn kỹ ra về. Khoan để cho ấy vô rắn. Ông bác ơi, hôm nay là ông bác lấy 150 kg cam á. Cái này là cam sành hả ông bác? 150 ký. Dạ. Chú sao cho chặt kỹ chú. Đây nó rồi cho hàng mới nó lên. Quay gian chỗ tôi quay đầu xe lại. Cho cây dù nó tránh vô cái đường để chú, đường lộ xe này. Để bị phạt á. Nó thấy mình ép vô nó cũng thông cảm cho mình. Dạ. Để chú đánh cái đầu này đó. Em lấy thêm hốt đi Trọng ơi. Gác cho bỏ nhưng mà nó dơ
thì để cho lại động lắp mà lấy sao. Giang giang để tôi quay đầu xe. Rồi bây giờ chú đánh một góc. Thôi. Đi ra. Giang bên này. Dạ, theo phong thủy là cái đầu đang phải nằm về hướng góc ngã ba đó, theo phong thủy chú. Cái đít nó phải nằm ở đây đó. Giờ thấy chú mới bán được tác hàng. Trọng hôm nay có sản phẩm mới hả? Sản phẩm này sản phẩm hôm qua. Đây nè. Mấy cô chú là mua một chai đây vậy. Trắng đa năng. Chai tặng một chai. Mua hai chai tặng một chai. Dạ. Trắng đa năng. Cô chú mua hai chai. Đây là sản phẩm mới. Đây. Villa tím. Villa xanh. Villa xanh. Dạ, villa xanh. Có lấy gì chim bự bự á. Phai tím và phai xanh đó cô chú. Dạ. Đây là phai xanh. Phai tím. Rồi em. Còn này cô chú mua sản phẩm tây trắng đa năng này công ty con sẽ tặng cho cô chú một chai cùng loại là thành hai chai tặng một chai. Còn cái đây là tặng chai rửa chén. Chai này có giá là 125.000 một chai, rẻ hơn. Do mình xài là cô chú bình dân. Dạ. Còn cái chai sản phẩm này là 125 hai phai tím và phai xanh cùng loại, và một cái chai này á là có giá là 210k. Đổ là mấy dạ. Cô chú mua một chai tặng một chai. Dạ đúng rồi. Là một chai là 210k. Mua hai chai tặng một chai. Dạ, mua hai chai tặng một chai. Chưa. Chưa đem cái cân lại. Dạ. Trong tất cả các hàng là hàng này. Đây là đây là phẩm nhất nè. Cái này nữa nè, chồng ơi, cái này hôm qua nè. Yeah, loại này là giá 235k được tặng chai rửa chén. Đây là nước giặt nha cô chú. Dạ dạ. Hương chà neo. Nè. Dạ. Giặt xả hương chà neo. Còn nữa, còn đây là hàng cũ. Hàng hôm qua. Đó. Mấy cô chú mua 2 kg á thì được tặng 2 chai. Cái này tới mấy chục. Chục ký hả? Cái nắp thành đây là biết cũng giá luôn. Không phải. 35.000 nha chú. Cái này nó bán hay là bán. Nó có bán giá trong đây nữa cha. Nè nó có bán giá nè, một chai 155.000. Cái đó bán hả? Cái này xịt khuẩn quần áo. Và dạ, đi mình đi chơi rồi đó. Đám tiệc giờ dạ, mình xịt cái này. Mới coi lấy trọng. Dạ. Nói luôn. Các bạn mình bán hàng rồi. Dạ, 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 dạ. Rồi cái này mình để cặp bên đây cha. Bạn tao chưa có lấy cái này nó có bán giá hết. Tạm ơn anh đi, mình bỏ cam đi cho người ta bán đi. Dạ, dạ. Khoan bán đi, tao mệt quá, tao uống ly phê mới được. Uống cái đi. Dạ. Dạ. Đây đây đây. Rồi ly phê luôn. Thì cha không lấy à. Đây chỉ có xe này. Lấy xe nại đi. Rồi, uống rồi, quá đói rồi. Hồi sáng giờ không ăn uống gì được hết trơn, bởi vì muốn xỉu. Cái khát nước nữa. Có dưỡng chân được. Hồi nhớ cái này 235.000 nha. Tạm ơi, em vô cái này trước đã. Lên cái đó. Để cha không quên á. Đi đâu hết vậy, nó có nè. Có mà. Để trưng bày cho tao xíu ra. Đừng có làm rách. Thôi có lại mày luôn rồi. Nó nưỡng từ cái bọc bằng cái hồi ấy. Bột kính nó là sao mà lấy được cái bọc. Tao lấy được hết trơn à. Thôi mày đổ một bịch thôi lỡ rồi. Mày lột hơi là không còn cái bịch nào mà đấy. Anh em người ta mua bọc bự rồi, bọc đâu. Bây giờ phan. Phan để em lấy ra. Uống liền. Chai này là chai tẩy chắc đa năng. Đó sao nói muốn xỉu luôn mà. Khác luôn nữa. Cái này có dựng xe được đâu mà ăn uống gì. Giá 95.000 một chai. Xỉu chứ không? Cô chú. Tẩy trắng đa năng nó tẩy mọi vết bệnh. Thử miếng canh cam á. Xe khác loại luôn. Đồ dùng trong nhà. Mấy tuổi luôn. Chai này là xịt quần áo cũ. Mình quên bị chất lên xe rồi. Tính mình về thì đấu quá mình ăn cái gì đó. Dữ lắm cô chú. Khỏi dựng luôn. Thương chà neo của cô. Rồi, dạ dạ. Trai. Bây giờ mà không ngon uống cũng ngon nữa. Đối với mẹ muốn xỉu luôn à. Rồi rồi anh à. Ấy ơi.
Bốn ra dậy sớm chút. Nam ơi, nghe nè. Mình chắc đi quay ở kênh mình cái chân được, nó lùng dữ rồi. Sáng quên chú quần. Ông bác đuối quá rồi. Bây giờ anh Trọng đang dọn cam phụ tre này cả nhà. Mình tháo từ từ á. Rồi con đi qua bên một tiếng mấy mày đi để đại đó đi. Để đại đó đi, thôi tao làm. Có làm thôi rồi tới hồi này, anh em người ta mua không có bọc bự vậy hết trơn á. Thì sao đựng? Biết tụi mình lỡ giải cứu ấy, người ta mua số lượng lớn không có bọc bự đựng á cả nhà. Nó quý là quý cái bọc với cái thùng á. Dạ. Ủa đâu có thùng đâu ông bác, chỉ có bọc thôi à. Có. Cam à 20.000 ký hơn bác. Ừ. Còn đâu á? Cam mà thấy được không bác ha, người ta lựa từng trái cho mình ha. Cái cô đó là cũng nghĩ cô lùng lùng đen đen á. Cô gì đó, lựa từ trái luôn á. Tại vì cái vỏ này cô đó cô quen. Ừ. Cô biết gia đình của ông bác ha. Mấy mốt ông bác đi sớm một xíu mà lấy nhà anh lấy lại mình bán. Lấy cái giá cho hợp lý và lại đang ngồi chú luôn đó. Chút xíu đi. Thôi đi anh em đi đọc. Tôi ông bác, sáng nay ông bác đi chợ lúc mấy nè? Chắc cỡ 7 giờ mấy à? 7 giờ mấy hả? 7 giờ mấy thì ra đây 8 giờ hả ông bác? Ừ. Mấy mốt ông bác ra sớm một xíu nha. Nó kêu rồi tao mới thức rồi nó ngồi đây nè. Ngồi quán cà phê nè. Chứ ông rồi bác... tao đợi rồi tao đi liền chứ tao cũng không uống cà phê nữa. Dạ, mấy mốt ông bác đi sớm một xíu tại thường trái cây ngon mà đi từ lúc 5-6 giờ. Người ta dặn cỡ 4-5 giờ. Đúng rồi, người ta không đi chế nhưng mà là 9-10 giờ đâu ông bác ơi. 4-5 giờ trái cây tốt hơn. Tốt với ngon với người ta còn nhiều trái cây á thì mình có cái nhiều lựa chọn mình mua. Chứ mình đi chế quá nó còn có 1-2 loại là mình chấp nhận mình mua thôi ông bác. Ừ. Nha. Mình đi sớm một xíu nha. Đâu ngon được. Dạ. Rồi kêu dĩa phở đi, mua ô tô phở ăn đi. Chưa đâu, đi lấy cái cân lại ăn, có ai mua mình bán thì khác. Bây giờ cũng hơn 11 giờ trưa rồi cả nhà. Nãy là đứng đến rồi thấy đẩy tới giữa đường rồi đứng đó chịu rồi. Đẩy hết nổi. Quá đừ. Nó bị kháng nước rồi. Đói nữa. Sáng đi thấy mới làm ly bia mà kỳ vậy trời. Hay tại vì do làm ly rượu cho nên sốc ruột hả ông không bác? Phải, mình không ăn uống gì được. Rượu đó uống vô bình thường, cũng như mình đâu ăn uống gì được. Có ăn được 2-3 hộp đậu phộng mà không nhậm gì. 3 hộp. Có 3 hộp đậu phộng. Làm 3, 2 cái rưỡi. Có miếng rượu ghiền chứ, phải dẫn người chứ. Uống đó êm. Chú ơi sao chú ăn sáng qua chú giúp. Bởi vì mới chạy, mới chạy khỏe đó. Uống được cái ly phê rồi là vẫn ruột. Nó không đói. Chú rượu nó ngon quá. Chị ăn phở không? Chú làm phở chú còn phở hoặc là chú gì mới đứng chú ăn. Không, chưa đâu. Đem ông muốn dạng ra chờ tới giờ luôn á. Để tôi đi lội đi đẳng lấy cái canh lại. Chú ra chờ chú giúp 2 ly rưỡi rượu. Giờ đây chú uống ly cà phê. Đi đúng không? Ở đây đây đây. Bây giờ anh Trọng thì đi giao hàng tới mới Thủ Đức cả nhà. Bây giờ còn mình ba anh Trọng thôi à. Bây giờ ba anh Trọng ngồi nghỉ xíu rồi mình dọn hàng ha. Quay sản phẩm kìa. Quay không? Đi nè nè, rủ con ấy nữa nè. Cái là văn cáo hả?